đó ta tiêu diệt 200 tên binh Pháp, mà ảnh là người đã góp phần rất lớn đã tiêu diệt và đang ảnh bán như vậy là khẩu 12 ly bãi đó đổ đó cả nòng súng. Gần 90 tuổi nhưng người chiến sĩ Hy Lạp vẫn luôn hướng lòng mình từ Việt Nam. Đất nước không sinh ra ông nhưng đã cho ông một lý tưởng cách mạng. Bước lên chào đứng cẩn chào Bác Hồ đã đời rồi sức dài từ sáng đến tối ngủ của văn minh Việt Nam. Tôi hứa trước là cờ sẽ trung thành đến phút cuối cùng, mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn. Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập.